Tiết 4 Kệ nguyện sanh của cổ đức Muốn sanh nước tôi là tiếng kêu gọi của Phật A Di Đà Giang vọng lại từ tình độ phương Tây không xa, cũng chính là tâm thiết tha nguyện sanh nước kia của chúng ta đáp lại ở thế giới ta bà phương Đông. Phần trước đã thảo luận qua, ở đây sẽ trích dẫn những bài thi kệ của cổ đức để kết luận cho việc muốn sanh nước tôi. Những bài thi kệ này tôi đã thu tập hai mươi mấy năm trước, tất cả đều so sánh giữa khổ không vô thường của thế giới ta bà và an lạc tự tại vĩnh hằng của thế giới cực lạc, mục đích là để chúng ta có thể nhận thức triệt để môi trường của thế giới ta bà, nhận thức rõ thực tướng của cuộc đời mà từ tận nơi đáy lòng phát khởi tâm chán ta bà, nguyện sanh cực lạc. Một, không niệm di Đà lại niệm ai Bài 1 Nhật lạc Tây Sơn mộ cổ thôi Ta bà khổ thú thật kham bi Thế xuất thế gian tư duy biến Bức niệm di đà cánh niệm thùy Nghĩa là trời lặng núi Tây trống chiều gian Ta bà cõi khổ thật đáng thương Pháp thế xuất thế đều ngẫm nát Không niệm di đà lại niệm ai Xem qua bài kệ này có thể nói chấn động tâm hồn Nhật lạc Tây Sơn là mặt trời lặn xuống núi Dụ cho cuộc đời từ thanh niên, trung niên và bước vào lão niên tờ như mặt trời lặn núi Tây Có câu tịch dương vô hạn hảo chỉ thị cận hoàng hôn Tức là tà dương đẹp vô ngần nhưng đã gần hoàng hôn Những ngày tháng khổ cực trước đây đã qua đi hiện tại khổ tận cam lai nên ăn hưởng những năm tháng cuối đời nhưng vô thường bức bách vô thường bất kể kẻ trẻ trung hay người già yếu đều không chọn đối tượng chẳng phải bệnh rồi mới chết hoặc già mới chết vô thường dục đến người ta sẽ chết cho nên có bài kệ nói chớ hẹn tuổi già mới học đạo mồ quan lắm kẻ tuổi thanh xuân tuy nói như thế nhưng nếu còn trẻ, họ vẫn có thể mơ ước sống lâu, vẫn có thể mơ ước có tương lai tiền đồ vô hạn, ngày tháng kéo dài. Nhưng nếu là người già, họ rút cuộc cảm thấy thời gian không còn nhiều nữa. Giống như tuổi tôi đây, so với các vị hơn từ 10 đến 20 tuổi, có thể nói là Nhật Lạc Tây Sơn. Một cổ thôi Nhà Phật sáng đánh chuông chiều đánh trống Nhịp trống bắt đầu chậm rãi rồi sau càng đánh càng nhanh đang thúc giục chúng ta. Cho nên, người bước vào cảnh hoàng hôn, thời gian không còn nhiều. Đối với những chuyện thế gian như sự nghiệp gia đình cần nên sắp xếp, cái gì cần bàn giao thì bàn giao, cái gì nên truyền thừa thì truyền thừa, cái gì nên buông bỏ thì buông bỏ. Như thế, bất kể vô thường đến buổi sáng hay buổi tối bản thân đã có sự chuẩn bị nguyện sanh di đà tịnh độ chuyên xưng di đà phật danh cho nên vô thường vừa đến có thể buông tay mà đi chẳng có bó buộc gì cả hai mươi năm trước tôi đã rất xúc động với bài thơ nhật lạc tây sơn mộ cổ thôi này ta bà khổ thú thật kham bi ta bà là thế giới của chúng ta thế giới này cũng là luân hồi sáu đường Luân hồi sáu đường có thể nói khổ thuần túy. Thú nghĩa là sáu đường. Ba đường ác cố nhiên là khổ, nhưng a tu la, nhân thiên cũng là khổ. Đương nhiên, nếu trong ba đường ác thuần túy là khổ, ở thiên đường thuần túy là vui, mà nhân gian là khổ vui đang xen, nhưng suy nghĩ kỹ, rốt cuộc cũng đều là khổ. Đức Phật khai thị rằng cảm thọ của con người có ba loại một là khổ thọ hai là lạc thọ ba là bất khổ bất lạc thọ khổ thọ còn gọi là khổ khổ là cảnh mà người ta đối mặt vốn là khổ chúng sanh đọa vào ba đường ác hoàn toàn là khổ chứ không vui mà lại khổ đau thời gian dài khổ không thể nói nên lời đời người nếu như thân thể đau đớn cảm tình không hòa sự nghiệp không thuận bị người khác mắng chửi quan uổng cho đến sanh ly tử biệt cũng khổ đau vô bờ nên gọi là khổ khổ lạc thọ còn gọi là hoại khổ lạc thọ tại sao nói là hoại khổ hiện nay thân thể ta khỏe mạnh gia đình êm ấm sự nghiệp thuận lợi cảm thấy cuộc đời rất hạnh phúc nhưng sau cùng nhất định là sanh ly tử biệt cho nên hạnh phúc vui vẻ một đời sau cùng nhất định là từ trước thọ ơn đến đây thành không ngày trước vinh hoa mà nay thảm hại đến lúc này cũng là niềm đau lớn bức khổ bức lạc thọ còn gọi là hành khổ là không có cảm giác khổ thân thể khỏe mạnh không có trắc trở nghịch cảnh cũng không có cảm giác đặc biệt vui không khổ không vui nhưng trong lòng ẩn chứa nỗi bất an cô độc, lặng lẽ vô dị, chẳng biết ra sao cả, như thế gọi là hành khổ. Hành là thay đổi từng niệm, thay đổi từng niệm cũng là khổ. Nếu suy cứu như vậy, kết cục của cuộc đời đều là khổ, cho nên ta bà khổ thú thật kham mi. Ở đây chữ khổ là thật tướng của cuộc đời, thật tướng của cuộc đời là gì? Chính là khổ. Thế xuất thế gian tư duy biến Chữ Thế đầu là Thế gian Pháp, kế đến là Xuất Thế gian Pháp Thế gian Pháp là ngũ giới, thập thiền Xuất Thế gian Pháp là tứ đế, thập nhị nhân duyên, tam học, lục độ Cả tam tạng thập nhị bộ, tám dạng bốn nghìn Pháp môn đều là Thế xuất Thế gian Pháp Phân biệt, dọn lựa một cách cặn kẽ tất cả Pháp kết quả như thế nào bức niệm di đà cánh niệm thùy không niệm nam mô a di đà phật không giảng sanh thế giới cực lạc thế thì chúng ta còn học pháp nào hay niệm một vị phật nào hay trì chú nào nữa pháp thế gian không thể giải thoát pháp xuất thế gian chúng ta học không thành như thế chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn không có duyên xuất ly đó sao về quan điểm này nếu theo pháp ngữ của Đại sư Đạo Sước được trích dẫn ở chương 1 trong tuyển trạch bản nguyện niệm Phật của Pháp Nhiên Thượng Nhân, thì chúng ta càng hiểu rõ hơn. Đây là đoạn pháp ngữ của Đại sư Đạo Sước. Nếu luận về chân như thực tướng, đề nhất nghĩa không của Đại Thừa, chúng ta hoàn toàn không tưởng tượng đến được. Chưa từng để tâm, chưa từng nghĩ đến. Như thế, nếu tụt lùi lại mà cầu cảnh giới của a la hán tiểu thừa bất kể là người xuất gia hay tại gia đều không có phật lại tụt lùi nữa cầu thiên thừa nhân thừa cũng chính là thành tựu ngũ giới thập thiền mới có thể đạt được quả báo đó nhưng người có thể thành tựu ngũ giới thập thiền lại vô cùng ít ỏi như thế sẽ được kết quả gì đại sư đạo xước nói nếu nói về khởi ác tạo tội Thì có khác gì mưa to gió lớn Ý nói ngũ giới Thập thiền chúng ta làm được rất ít Nếu nói chúng ta tạo tội tạo nghiệp Thì khác gì mưa to gió lớn Bản thân chúng ta tự suy nghĩ kỹ Đúng là như vậy Huống gì ngũ giới thập thiền Dù thành tựu viên mãn đi nữa Vẫn là phàm phu luân hồi không phải là bậc thánh giải thoát siêu phàm nhập thánh. Bởi thế, bất kể là chúng xuất gia hay chúng tại gia, nhất định phải có sự tự giác này. Pháp thế gian, chúng ta đều không thể viên mãn, huống gì pháp xuất thế gian, dù viên mãn đi nữa cũng không thể giải thoát. Pháp thế gian đã không thể tu thành, huống gì pháp xuất thế gian. Như thế có thể nói, tám dạng bốn nghìn pháp môn không có pháp môn nào có thể cứu độ chúng ta được cả. Sau cùng, nếu không có sự cứu độ của Phật A Di Đà, người tu hành chúng ta không kể là tại gia hay xuất gia, đến sau rốt cũng khổ đau tột độ, đều là mảng đen tối, chẳng có tia hy vọng gì cả. Có thể tưởng tượng, chúng ta đều phải đọa địa ngục, thường ở trong luân hồi, không có sức giải thoát, mà nguyện lực của Di Đà vô cùng, cứu độ chúng ta vô điều kiện. Trong chư Phật, các pháp chỉ có một mình Phật A Di Đà, chỉ có pháp niệm Phật mới có thể cứu chúng ta. Di Đà là sinh mạng vô lượng, ánh sáng vô lượng của chúng ta. Trong cuộc đời có khổ nạn, trong Đức Phật có bình an, được ôm ấp trong lòng Di Đà, chuyện xưa của chúng ta đã qua, nay lại được sinh mạng mới, lìa hẳn tối tâm, ánh sáng thường chiếu hai không bằng giảng sanh về tây phương chúng ta xem bài thứ hai lục dục chư thiên hiền ngũ suy tam thiền do hoàng hữu phong tai tủng nhiều tu đáo phi phi tưởng bất như tây phương quy khứ lai nghĩa là chư thiên lục dục hiền ngũ suy tam thiền còn có tai nạn gió Giả sử tu đến phi phi tưởng Không bằng giảng sanh về Tây Phương Lục dục chư thiên hiện ngũ suy Lục dục chư thiên là cõi trời Cõi trời có trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới Trời dục giới có sáu tầng trời gọi là lục dục thiên Trời dục giới tấp nhất là trời tứ thiên dương Kế đến là trời đau lợi Kế nữa là trời dạ ma, trời đau xuất, trời quá lạc, trời tha hóa tự tại. Muốn sanh lên cõi trời không phải dễ. Hơn nữa, từng tầng cao hơn, chúng ta muốn sanh làm người đã rất khó, huống gì sanh lên cõi trời. Dù sanh lên cõi trời, ở đây nói lục dục, chư thiên, hiền, ngũ suy. Ngũ suy là lúc phước báo của thiên nhân hết, mạng sống chấm dứt, sắp đọa lạc, Trước tiên sẽ có hiện tượng năm tướng suy hao, một là mũ hoa của chư thiên héo úa, mũ của thiên nhân được trang sức bằng hoa dần dần khô héo tàn lụi, hai là nách tiết mồ hôi, hai nách sẽ tiết ra mồ hôi, ba là y phục dơ bẩn, y phục luôn mới sạch sẽ dần phai màu dơ bẩn, bốn là thân thể hôi hám, thân thể chư thiên sạch sẽ sẽ có hương thơm tự nhiên bây giờ bốc mùi hôi hám năm là không thích chỗ ngồi của mình họ cảm thấy chỗ ngồi của mình không an ổn đứng ngồi không yên đấy gọi là năm tướng suy hao của thiên nhân giống như con người cũng có ngày phải chết cho nên dù được sanh lên cõi trời cũng phải chết trời dục giới là như vậy còn trời sắc giới cũng gọi trời tứ thiền là thế nào tam thiền là do hoạn hữu phong tai tai nạn gió có câu lửa thiêu đốt sơ thiền nước nhấn chìm nhị thiền gió thổi đổ tam thiền thế giới ta bà này sẽ trải qua bốn quá trình thành trụ hoại không hiện tại là kiếp trụ là giai đoạn thành tựu an trụ nhưng an trụ không phải là cố định không thay đổi nó là vô thường thay đổi dần dần đến lúc kiếp hoại có ba tai kiếp nước lửa gió lửa thiêu đốt đến trời sơ thiền nước nhấn chìm đến trời nhị thiền gió thổi đến trời tam thiền cho nên dù là trời tứ thiền của sắc giới vẫn có tai nạn nước lửa gió túng nhiều tu đáo phi phi tưởng dù công tu hành rất cao thâm tu đến trời phi tưởng phi phi tưởng là tầng trời thứ tư cao nhất trong trời vô sắc giới Bức như Tây Phương quy khứ lai Vẫn không bằng giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Tuổi thọ của trời phi tưởng phi phi tưởng là 84.000 kiếp rất lâu dài Nhưng chỉ cần còn mang tính thời gian đều là tuổi thọ ngắn Bởi vì một ngày nào đó tuổi thọ sẽ hết Hơn nữa, tuy chúng ta cảm thấy đấy là dài Nhưng chỉ là trong nháy mắt Đến cõi trời, trời dục giới cũng được, trời sắc giới cũng ổn, trời vô sắc giới cũng tốt. Sau khi họ mạng chung sẽ đi về đâu? Trong kinh Chánh Pháp Niệm xứ Đức Phật nói Từ trời xanh xuống địa ngục, từ địa ngục xanh lên trời. Kinh Niết Bàn nói Tuy lại được thọ thân phạm thiên, cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng, nhưng lúc mạng chung vẫn đọa vào ba đường ác. Tuy làm tứ thiên dương cho đến thân trời tha hóa tự tại mạng chung sanh vào đường súc sanh hoặc làm sư tử hổ báo sài lang voi ngựa trâu lừa lại nói làm thân chuyển luân thánh dương thống trị bốn châu thiên hạ hào quý tự tại phước hết nghèo nàn không có cái ăn thứ mặt những đoạn kinh này nói rõ mạng sống ở cõi trời hết vẫn đọa vào ba đường ác có người làm trâu ngựa voi đây là nói theo đường súc sanh có người lại đọa vào ngạ quỷ địa ngục bởi vì nghiệp báo nghiệp duyên tội nghiệp đời trước của họ vô lượng vô biên vô dạng khác biệt bởi thế trong các loài chúng sanh ở thế giới ta bà hỗn tạp này có thể đọa vào ba đường ác mà dù thoát khỏi ba đường ác sanh làm người cũng có thể là nghèo nàn ăn mặc không đủ cho nên nói bất như tây phương quy khứ lai không bằng giảng sanh về tây phương Tại sao? Bởi vì thế giới ta bà của chúng ta đây giống như kinh quán vô lượng thọ nói Nơi ác trượt này địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh đầy rẫy phần nhiều không tụ tập các điều thiện. Chính là nói thế giới ta bà này đời ác năm trượt đầy rẫy địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh đầy người ác, diệt ác rất ít người thiện, thiện tri thức. Còn thế giới cực lạc là thế giới như thế nào? Kinh A Di Đà nói: Cõi Phật kia không có đường ác, càng không có tên đường ác, huống gì có thật. Không những không có ba đường ác mà cũng không có tên gọi ba đường ác, đây là y báo của thế giới cực lạc. Thế thì chánh báo của thế giới cực lạc như thế nào? Kinh A Di Đà nói: Không có các thứ khổ, chỉ thọ hưởng các niềm vui. Lại nói: không có tất cả những nỗi ưu khổ nơi thâm tâm chỉ có vô lượng niềm hỷ lạc thanh tịnh hơn nữa người giáng sanh cực lạc cũng bao gồm người đã giáng sanh cực lạc cho đến chúng sanh hiện tại vẫn còn ở đây có thể tương lai nhất định giáng sanh thế giới cực lạc đều đã được vô lượng thọ rồi kinh a di đà nói thọ mạng của phật kia và nhân dân của ngài vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp chúng sanh ở thế giới cực lạc vượt hẳn thời gian vượt khỏi sanh tử cho nên dù tôi đến trời phi tưởng phi phi tưởng vẫn không bằng giảng sanh thế giới cực lạc phần trước kinh a di đà nói không có các khổ chỉ thọ hưởng các niềm vui các khổ quy nạp lại có hai phần đoạn sanh tử của phàm phu trong sáu đường và biến dịch sanh tử của hàng thánh nhân thuộc tam thừa không có các khổ tức là hai nỗi khổ phần đoạn và biến dịch không có hai nỗi khổ này tức đã thành phật lại nữa chỉ thọ hưởng các niềm vui niềm vui lớn nhất trong các niềm vui là niềm vui niết bàn niềm vui niết bàn này chỉ có phật mới có đã thọ hưởng niềm vui này tức đã thành phật cho nên giảng sanh cực lạc tức là chứng phật quả vì không có các khổ chỉ thọ hưởng các niềm vui ba thà ở hạ phẩm trong chính sen nhân gian tứ tướng nang đào tử thiên thượng hà tầng miễn ngũ suy ninh khả cửu liên cư hạ phẩm Bức lai trần thế thọ bào thai nghĩa là Bốn tướng nhân gian khó thoát chết Trên trời làm sao khỏi ngủ suy Thà ở hạ phẩm trong chính sen Không đến trần thế thọ bào thai Nhân gian tứ tướng nan đào tử Bốn tướng nhân gian là cuộc đời có sanh trụ gì diệt Có sanh già bệnh chết chung cuộc suốt cả quá trình là chữ chết Cho nên nói bốn tướng nhân gian khó thoát chết thiên thượng hà tằng miễn ngủ suy dù sanh linh cõi trời sau cùng cũng không thể tránh khỏi năm tướng suy hao cũng chính là chết ninh khả cửu liên cư hà phẩm thà giảng sanh về thế giới cực lạc ở phẩm thấp nhất trong hoa sen chính phẩm bức lai trần thế thọ bào thai cũng không muốn thọ bào thai ở cõi ta bà này bào thai là làm người hoặc giàu thai trâu vào bụng ngừa Tại sao? Sanh ra nơi cõi người sẽ chết Sanh ở cõi trời cũng sẽ chết Muốn trường sanh bất tử, an lạc tự tại Thì chỉ có giảng sanh về thế giới cực lạc Thọ lại bào thai Chẳng phải là tiếp tục luân hồi sáu đường Luân hồi sáu đường có thể đọa vào ba đường ác Như thế là biển khổ không bờ Nổi quan đời thứ ba Tông tình độ có vị tổ sư Là đại sư liên trì cuối đời nhà Minh Sư có đoạn pháp ngữ rất ngắn Nhưng cũng có thể cảnh tỉnh người khác Đại sư liên trì nói Vì tăng đời này giữ giới tu phước Nếu tâm chưa sáng, nguyện lực cạn cợt Lại không cầu sanh tình độ Thì phần lớn đời sau hưởng quả báo giàu sang Cũng phần nhiều là bị phú quý làm bê hoặc Thậm chí tạo nghiệp bị đọa lạc Đoạn này trích từ cuốn Trúc sông tùy bút Ý nói Đời này kiếp này là chúng xuất gia siêng năng giữ giới Tu tập nhiều phước đức Nếu không rõ tâm thấy tánh Nguyện lực cũng không sâu nặng Lại không cầu giảng sanh thế giới cực lạc Người này đời sau tuy gặt được quả báo giàu sang Giàu sang là sinh làm người đại phú đại quý Nhưng họ cũng thường bị mê hoặc trong hoàn cảnh phú quý đó Không biết tiếp tục tu hành thậm chí sống trong phú quý rồi tạo nghiệp tạo tội mà đọa lạc vào ba đường ác. Cho nên nói, một khi đến trần thế thọ thai thì sẽ có sự nguy hiểm này. Giống như phần trên đã trích dẫn lời Đại sứ Ấn Quang, chúng ta tu hành vốn là để giải thoát sanh tử, không giải thoát sanh tử nguy hiểm quá lớn, luân hồi chưa ra khỏi, khó tránh khỏi đọa lạc vị tổ sư khác của tông tịnh độ là đại sư tiệt lưu sinh năm 1626 mất năm 1682 đời thanh sư cũng có vài câu khiến người ta phải suy ngẫm người tu hành nếu không chánh tín cầu sanh tây phương tu tập các thiện chung chung gọi là quan đời thứ ba người tu bất kể là tại gia hay xuất gia nếu không tin nhận di đà cứu độ nguyện sanh di đà tịnh độ như thế thì duyên tích lũy công đức việc lành khác gọi là quan đời thứ ba ý nói đời sau nhất định sẽ giàu sang nhưng đời sau nữa khó thoát khỏi thai trâu vào bụng ngựa thậm chí đọa địa ngục thật nguy hiểm xiết bao sợ hãi biết bao tu hành trước tiên phải phát nguyện giảng sanh nếu có thể đời này qua kiếp khác đều sanh làm người giả lại gặp được phật pháp không bất tâm bồ đề trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp mà thành phật chúng sanh này mới có thể tiếp tục ở lại thế giới ta bà nếu không đã có pháp môn tịnh độ nhưng pháp môn tịnh độ là dị hành đạo giảng sanh thế giới cực lạc đương nhiên dứt sạch sanh tử hơn nữa thế giới cực lạc không nói từ khi sanh ra dần dần trưởng thành học tập từ từ sẽ thành phật không phải như thế đến thế giới cực lạc thì lập tức thành tựu huống gì đến thế giới cực lạc được bảo chứng thoát khỏi luân hồi có thể phát nguyện quay lại thế giới ta bà hoặc thế giới phương khác cho đến thế giới mười phương để độ khắp chúng sanh bởi vậy tu hành trước phải phát nguyện giáng sanh về thế giới cực lạc một khi mất thân người muôn kiếp khó được lại Người học Phật thường nghe câu nói này, nhưng nếu chỉ nghe vào tai mà không chiếu rọi sâu vào bộ não, cũng như không nghe, mất thân người muôn kiếp khó có thể được lại, điều này quá thật đáng sợ. Nhớ năm đó, trưởng giả Tu Đạt phát tâm xây dựng tinh xá kỳ hoàng cho Phật Tích Ca Mô Ni. Lúc đo đạt đất đai, xá lợi Phất thấy đàn kiến trên mặt đất, lập tức nhân cơ hội này nói với trưởng giả Tu Đạt rằng những con kiến này đã làm thân kiến từ bảy đức phật đến nay một đức phật ra đời cần trải qua thời gian rất dài thậm chí bao nhiêu kiếp huống gì bảy đức phật đến nay thời gian dài vô kể vậy mà chúng vẫn còn làm thân kiến và đức phật thứ tám là phật di lặc ngài còn phải trải qua năm tỷ sáu trăm bảy chục triệu năm nữa mới đến thế gian này thành phật Long qua tam hội, thời gian dài như thế, những con kiến này phải chăng đã thoát khỏi thân kiến không? Dù thoát khỏi thân kiến, nhưng có thể được thân người không? Cho nên nói, một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Lại có câu nói, sau tám dạng kiếp, chưa thoát khỏi thân bồ câu, chính là từ bảy đức Phật đến nay vẫn còn làm thân kiến, sau tám dạng kiếp chưa thoát khỏi thân bồ câu có một hôm phật thích ca thấy một con bồ câu liền nói với xá lợi phất rằng tội nghiệp của con bồ câu này sau tám vạn kiếp vẫn là bồ câu tám vạn đại kiếp sau nó vẫn là con bồ câu rốt cuộc đến lúc nào nó mới có thể được thân người sau khi được thân người đến lúc nào mới có thể gặp được phật pháp cho nên chúng ta đã được thân người nghe được Phật Pháp, đặc biệt là nghe được Pháp môn tình độ trăm nghìn dạng kiếp khó gặp, nhất định phải nắm bắt, thề phải đời này kiếp này cầu sanh tình độ, không còn thoái lui, chính là nói. Nhân thân nang đắc kim dĩ đắc, Phật Pháp nang văn kim dĩ văn, thử thân bất hướng kim sanh độ, cánh hướng hà sanh độ thử thân. Nghĩa là, thân người khó được nay đã được, Phật Pháp khó nghe nay đã nghe Thân này không hướng đời này độ Lại hướng đời nào độ thân này Bốn Tinh thần cõi Phật mãi không sanh Nhân gian khổ lạc sự tung hoành Đạt giả tu tầm kính lộ hành Phúc báo thiên cung do hữu tử Thần thê Phật quốc vĩnh vô sanh Nghĩa là chuyện sướng khổ nhân gian đầy khắp Người thông đạt chọn lối tắt đi Phước báo cung trời rồi cũng chết Tinh thần khỏi Phật mãi không sanh Nhân gian khổ lạc sự tung hoành Nỗi khổ ở nhân gian có tứ khổ bác khổ Tứ khổ là nỗi khổ sanh và bệnh chết Chúng ta không thể muốn không già, không bệnh, không chết chúng ta đã sanh ra thì sẽ già bệnh chết. Ngoài ra còn có nỗi khổ thương yêu xa lìa. Người thương yêu không thể không xa lìa. Còn có nỗi khổ cầu mong không toàn nguyện. Lúc chúng ta mong cầu, lo được, lo mất. Dù cầu được nhưng sau đó vẫn không thể giữ mãi được. Lúc nhỏ, dứt giả vì cầu học. Lớn lên dứt giả vì tìm người yêu. Độc thân cảm thấy đơn điệu, rất muốn có người bầu bạn, cho nên không muốn kết hôn cũng kết hôn, có người bạn đời không thể ân ái, không thể hài hòa, em đẹp, cho nên kết hôn rồi lại muốn ly hôn đấy là khổ. Ngoài ra con cái không thành tựu là khổ, gia đình không mỹ mãn là khổ, sự nghiệp không thuận lợi là khổ, nhân sự không hài hòa là khổ, phải trái được mất, ân ái tình thù là khổ, thời tiết quá nóng quá lạnh là khổ đặc biệt hiện nay thiên tai, đồng đất, sóng thần, bão lũ, quá hoạn, tai nạn giao thông, thậm chí lừa gạt, cướp bóc, giết người, đốt nhà, bệnh sạc gần đây, cúm gia cầm, những thiên tai nhân quả đầy khắp thế giới. Hơn nữa, bản thân chúng ta phiền não bộc phát rất khổ, nghiệp chướng nặng nề rất khổ, vọng tưởng bất loạn rất khổ, ý niệm hỗn tạp rất khổ. Cho nên nói, Nhân gian khổ lạc sự tung hoành tung là đường thẳng hoành là đường ngang tung hoành như tấm lưới nỗi khổ đang xen phức tạp rất nhiều rất nhiều lại nữa tung là thời gian hoành là không gian cũng chính là nói con người sống trên đời bất kể lúc nào nơi nào cũng đều là khổ do bản chất cuộc sống là khổ sống chung với khổ cho nên phật thích ca mâu ni vừa bắt đầu giảng kinh thuyết pháp liền nói khổ tập diệt đạo chứ không nói là tập diệt đạo đương nhiên nỗi khổ cuộc đời có một nỗi khổ căn bản những nỗi khổ khác đều là nhánh ngọn khổ căn bản là gì nói đơn giản là vô minh vô minh là không biết sanh từ đâu đến chết đi về đâu không biết tương lai sẽ ra sao vô minh là chánh thể chánh thể này chúng ta hiện nay không thấy được lúc nào mới thấy được lúc lâm chung nghiệp trong a lại gia tức của chúng ta hiện ra a lại gia tức chứa vô lượng vô biên tội ác đen tối vô minh bất an lúc lâm chung cả màn đen u tối hiện ra trước giả lại đầy tội nghiệp thành đống lửa rơi xuống địa ngục đó là chánh thể của vô minh lúc chúng ta bình thường cô độc không khổ cũng chẳng vui nhưng bỗng dưng có cảm giác nhạt nhẽo trống vắng hơi bất an đó là hình bóng mà chánh thể vô minh hiện ra những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là cái bóng chánh thể lúc lâm chung mới xuất hiện đó là khổ căn bản Nhân gian khổ lạc sự tung hoành đạt giả tu tầm kính lộ hành đạt giả là người thông đạt thông đạt cái gì thông đạt thật tướng của vũ trụ nhân sanh đương nhiên chữ đạt này nói theo thế gian là thông minh trí tuệ Thông minh có thể nói có hai tầng Nói đơn giản là tông phong của chúng ta Chân đế và tục đế Hiểu từng tầng chân đế, tục đế mới là thông minh thật sự Không được như vậy thì không thể nói là thông minh Một người tin có thiện ác báo ứng Có nhân quả ba thời, có luân hồi sáu đường Có hiện tượng cảm ứng của Phật Bồ Tát hơn nữa, rất có hứng thú, rất quan hệ với những hiện tượng này. Người này được gọi là đạt giả. Người này sẽ tiến vào tôn giáo, tìm cầu chân lý bước lên con đường giải thoát. Bởi thế, thường họ rất có duyên với Phật, sẽ đến học Phật. Hơn nữa, trong tám dạng bốn nghìn pháp môn, nếu anh ta chọn pháp môn tịnh độ, thì anh ta mới là người thông đạt thực sự. Cho nên, người thông đạt phải tìm đường tắt đi đường tắt đi rất dễ dàng mau chóng an ổn có bài kệ cũng nói tu hành vô biệt tu chỉ yếu thức lộ đầu lộ đầu nhược thức đắc sanh tử nhất tề hưu nghĩa là tu hành chẳng gì khác chỉ cần biết con đường con đường đã biết rõ sanh tử thảy đều ngưng tu hành chẳng phải tùy tiện nói tu hành là tu hành đâu cho nên tu hành chẳng gì khác chỉ cần biết con đường chỉ cần chúng ta tìm được pháp môn giải thoát con đường đã biết rõ sanh tử thảy đều ngưng chỉ cần có thể tìm được pháp môn sanh và tử lập tức đều đoạn trừ pháp môn này là pháp môn tịnh độ bởi vậy chúng ta tu hành không phải là ráng thực hành khổ hạnh cũng không phải làm nhà đại thông đạt cũng không phải mê vào cảm ứng cũng không phải theo đuổi sự quyền diệu chỉ cần pháp môn thích hợp với mình mà đời này có thể giải thoát sanh tử dù rất bình thường không kỳ bí nhưng pháp này vượt hẳn bất kỳ pháp nào khác pháp môn này là pháp môn tình độ bình thường đơn giản nhất chỉ cần nguyện sanh cực lạc chuyên xưng di đà thề suốt đời này mãi mãi không thay đổi người này nhất định giảng sanh nhất định thành phật tương lai nhất định độ chúng sanh cho nên người thông đạt phải tìm đường tắt đi phúc báo thiên cung do hữu tử có phước báo sanh lên thiên cũng vẫn có hiện tượng năm tướng suy hao thần thê phật quốc vĩnh vô sanh đến thế giới cực lạc vĩnh viễn lìa hẳn luân hồi sanh tử có thể nói mãi mãi thoát khỏi nỗi khổ kiếp người, chứng ngộ niềm vui niết bàn thành Phật, không sanh không diệt, từ khổ vào vui, chuyển khổ thành vui. Nếu không như vậy, cuộc đời là khổ, chết lại rơi vào ba đường ác, từ khổ vào khổ, từ chỗ tối tâm tiến vào chỗ tối tâm khác. Năm, nghìn đời dạng kiếp thường an thái. Thiên sanh dạng kiếp thường an thái, ngũ thú tam đồ tận bãi hưu túng sử thân tiêm hạ hạ phẩm giả thăng hào quý tại diêm phụ nghìn đời dạng kiếp thường an thái năm thú ba đường thảy gác qua giả sử nương thân hạ hạ phẩm cũng hơn hào quý ở diêm phụ thiên sanh dạng kiếp thường an thái nghìn đời dạng kiếp không phải chỉ cho con số nghìn dạng kiếp mà mang tính vĩnh hằng vượt qua thời gian giảng sanh cực lạc là vĩnh hằng thân tâm đều an thái an là an tâm không sợ hãi điều chúng ta sợ nhất là luân hồi cho nên an là không có nỗi sợ hãi luân hồi thái là thân tâm tự tại ngũ thú tam đồ tận bãi hưu ngũ thú là năm đường luân hồi có khi nói năm đường luân hồi, có lúc nói sáu đường luân hồi. Năm đường hay sáu đường đều được. Theo pháp môn tịnh độ đều là đường ác cả. Cho nên, Kinh Vô Lượng Thọ nói, Nhất định phải vượt khỏi thế giới ta bà, Đoạn tuyệt sanh tử, giảng sanh cực lạc. Cắt ngang năm đường ác, đường ác tự nhiên đóng. Pháp môn tịnh độ là pháp môn hoành siêu thế nào là hoành siêu hoành siêu dược ngang người năm giới trời thập thiện a la hán tứ quả gia vị bồ tát tam học lục độ dược ngang gia vị của bốn mươi phẩm nên nói năm thú ba đường thảy gác qua túng sử thân chim hạ hạ phẩm giả thăng hào quý tại diêm phụ hạ phẩm hạ sanh ở thế giới cực lạc cũng hơn ngôi vua ở thế giới ta bà hay chuyển luân thánh dương tại sao bởi vì giảng sanh thế giới cực lạc chính là vượt thoát luân hồi sáu đường huống gì chúng ta nếu nguyện sanh di đà tịnh độ chuyên xưng di đà phật danh giảng sanh vào thẳng báo độ không ở cửu phẩm chiếc và dạ nhiếp ở hạ phẩm hạ sanh đương nhiên Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói Chính phẩm giảng sanh Hạ phẩm hạ sanh là 12 đại kiếp qua sen mới nở thấy được Phật Có người hoài nghi Hạ phẩm hạ sanh Nếu là người niệm Phật Sao họ không ở thượng phẩm thượng sanh Mà ở hạ phẩm hạ sanh chứ Đồng thời lại nói 12 đại kiếp Thực ra Ở đây có hàm nghĩa của chiếc và Diếp, Chính là nói hạ phẩm, hạ sanh, chúng sanh ngũ nghịch thập ác là bất kỳ pháp môn nào đều không thể cứu độ được, lập tức sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Chỉ niệm dài câu danh hiệu Phật, không chỉ được thoát khỏi địa ngục A Tỳ, thoát khỏi luân hồi sáu đường mà còn được giáng sanh. Đây chính là chiết, cũng chính là cứu độ. Chiết là nói theo lập trường hàng phục, người sanh ra ở đời không nên tạo ngũ nghịch tập ác Vì sao? Sẽ ở 12 đại kiếp trong hoa sen Dùng điều này nhắc nhở, khuyên bảo chúng ta gọi là chiếc Đây chính là Đức Thế Tôn dùng phương tiện nói Để chúng ta không tạo tội ngũ phỉ bán chánh pháp Như cha khuyên dạy con Không nên làm như vậy, không nên làm như kia Nếu làm như thế, cha mẹ giam con lại đó Nhưng nếu quả thật nó làm như thế cha có thật sự giam nó lại không? Ông ta sẽ mang con về nhà, dạy cho một trận, rồi sau tiếp tục dỗ về nó. Xong, nói như thế rất chi li phải trích dẫn nhiều kinh luận khác, ở đây lượt qua không bàn sâu. Sáu Chỉ được thác hóa trong hoa sen Đảng đắc liên, trung thác quá lai Túng giao kinh kiếp vì hoa khai hoa trung khoái lạc đồng đau lợi bất tỷ nhân gian phụ mẫu thai nghĩa là chỉ được thắt quá ở hoa sen dẫu qua nhiều kiếp sen chưa nở trong hoa sung sướng như đau lợi khác hẳn bào thai của mẹ cha nhưng bài này so sánh thế giới cực lạc và thế giới ta bà cho thấy sự thù thắng của thế giới cực lạc. Đảng đất liên trung thác hóa lai, túng giao kinh kiếp vì qua khai. Chỉ cần Phật A Di Đà mang qua sen đến tiếp dẫn chúng ta đến thế giới cực lạc, dù trải qua nhiều kiếp qua chưa nở cũng không sao cả. Qua trung khoái lạc đồng đau lợi, bất tỷ nhân gian phụ mẫu thai trong hoa sen sung sướng như ở trời đau lợi không giống như nhân loại chúng ta thọ thai mười tháng tức là nói tuy trong hoa sen chính phẩm thời gian hoa sen nở khác nhau nhưng dù thời gian chờ đợi có dài đi nữa nhưng ở đây thân tâm vẫn an lạc so với địa ngục ngạ quỷ súc sanh phải chịu khổ thì thù thắng hơn rất nhiều niềm vui này tợ như niềm vui trên cõi trời đau lợi vậy thực ra kinh điển nói giáng sanh về thế giới cực lạc ở trong hoa sen niềm vui đó hơn hẳn niềm vui của trời tam thiền bất kỳ niềm vui nào của thiên nhân cũng không bằng đệ tam thiền niềm an lạc nơi thân tâm ở đệ tam thiền là nhất thế gian nhưng dù như thế cũng không an lạc bằng bồ tát trong hoa sen ở thế giới cực lạc So sánh như vậy Chúng ta đương nhiên muốn cầu giảng sanh thế giới cực lạc Chúng ta ở cõi này niệm Phật Thế giới cực lạc sẽ có hoa sen của chúng ta Chỉ cần tâm nguyện sanh của chúng ta không thay đổi Thực hành niệm Phật không thay đổi Đóa sen này vĩnh viễn an trú ở thế giới cực lạc Không héo úa đợi đến lúc chúng ta mạng chung phật a di đà sẽ mang đóa sen này đến trước chúng ta như kinh a di đà nói lúc người ấy sắp lâm chung phật a di đà và chư thánh chúng hiện ra trước mắt chúng ta ở đây niệm phật thế giới cực lạc có hoa sen của chúng ta điều này rất kỳ diệu thật không thể nghĩ bàn có thể thấy chúng ta niệm phật công đức của mỗi câu, mỗi câu đều không mất đi Đều khiến cho đóa hoa sen của chúng ta càng tốt tươi, càng sáng rỡ hơn 7. Đầu thai lạc nẻo hận muôn vàng Dị quy cực lạc thượng diêm phù Phiêu bạc hồng trần cánh kỹ thu Bức hướng thử sanh sanh tịnh độ Đầu thai nhất thố hối thời nan Nghĩa là Chưa về cực lạc chuộng diêm phụ Phiêu bạc hồng trần lại mấy thu Không nhắm đời này sanh tịnh độ Đầu thai lạc nẻo hận muôn dạng Bốn câu bài kệ này Hai câu đầu và hai câu sau không chung một bài Cho nên không thể gieo giận Tùy không đúng giận Nhưng tôi cảm thấy ý nghĩa có thể gợi mở cho nhau cho nên kết hợp lại vị quy cực lạc thượng diêm phù vẫn chưa về cực lạc khẳng định là sáu đường ở cõi ta bà ta bà luân hồi không cùng tận cho nên nói phiêu bạc hồng trần lại mấy thu nói theo bản địa phật tích tra thành phật đến nay đã rất lâu xa phật a di đà thành phật đến nay cũng đã rất lâu xa Chúng sanh được Phật A-di-đà tiếp dẫn giảng sanh thế giới cực lạc Chúng sanh được Phật thích ca Quá độ xa lìa sáu đường mà thành Phật Chẳng biết con số bao nhiêu Kinh Pháp Hoa có một ví dụ khiến người ta kinh hãi Rất khó tưởng tượng Để gián tiếp làm sáng tỏ thời gian lâu xa của Phật A-di-đà thành Phật đến nay Đó là 500 di trần kiếp Chính là nói Phật A-di-đà thành Phật là từ 500 di trần kiếp đến nay đã thành Phật rồi Mà chúng ta 500 di trần kiếp đến nay vẫn phiêu bạc trong chốn hồng trần Như thế 500 di trần kiếp rốt cuộc là bao nhiêu? Khó có thể tưởng tượng được Kinh Pháp Hoa nói thế nào? Có 500.000 dạng ức na do tha a tăng kỳ thế giới Thế giới nhiều như thế không thể hình dung được như vậy, đêm số thế giới đó mài ra thành hạt bụi Chúng ta tính xem số di trần này bao nhiêu Không thể tính được Số di trần này mỗi lần vượt qua 500.000 dạng ức na do tha A Tăng Kỳ thế giới liền bỏ một hạt Rồi qua 500.000 dạng ức na do tha A Tăng Kỳ thế giới lại bỏ một hạt nữa Cứ như thế đến hết số di trần đó Bạn xem có bao nhiêu thế giới Tưởng tượng thôi cũng đủ làm người ta chóng mặt Được rồi, lại mài hết số thế giới đó thành di trần Cứ mỗi hạt bụi là một kiếp Số kiếp này không thể hình dung được Đây gọi là 500 di trần kiếp Phật A-di-đà thành Phật đến nay Đã có thời gian lâu xa như vậy Mà thời gian dài này chúng ta vẫn chưa giảng sanh cực lạc cũng chưa ra khỏi ba cõi có thể thấy luân hồi khó giải thoát khó giải thoát là bởi chúng ta tu hành nương vào sức của mình nương vào sức mình để hàng phục phiền não trả nợ nghiệp nhưng chúng ta rút cuộc không có sức như vậy chúng ta chỉ có sức tạo tội tạo nghiệp chứ không có sức tu hành cho nên nương vào sức mình nhất định vĩnh viễn phiêu bạc trong bể khổ sáu đường nếu nương vào tha lực tha lực đã thành tựu cho nên không nhắm đời này sanh tịnh độ đầu thai lạc nẻo hận muôn dạng. bởi vì lâm chung giảng sanh là hiện tiền thành tựu chỉ cần nguyện sanh di đà tịnh độ chuyên xưng di đà phật danh giảng sanh liền đã quyết định đời sau muốn làm người lại muốn năm giới đầy đủ nói thật ra bản thân chúng ta phần đông năm giới cũng không giữ được thanh tịnh tám bạn ý phát nguyện của di đà bạn ý phát nguyện của di đà là cứu người tội ác sâu nặng bản thân tôi có vô lượng tội may thay di đà cứu chuộc tôi đại sư thiền đạo có câu nói di đà rủ lòng đại bi đối với người khổ tâm tương xót chúng sanh thường niệm phật cho nên khuyên sanh về tình độ cũng như người đuối nước cần phải cứu gấp người trên bờ cần gì cứu chứ cũng chính là nói người biết bơi lội không cần nhân viên cứu hộ cứu người đuối nước mới cần nhân viên cứu hộ cứu nhân viên cứu hộ một khi nhảy xuống nước không phải cứu người biết bơi mà cứu người không biết bơi người khỏe mạnh không cần bác sĩ người bệnh mới cần bác sĩ bác sĩ đến không yêu cầu bác sĩ chữa cho người không bệnh mà muốn bác sĩ chữa người bị bệnh người vô tội không cần phật a di đà cứu độ người có tội mới cần phật a di đà cứu độ bạn ý phát nguyện của phật a di đà không phải cứu độ người vô tội mà là người có tội đặc biệt là người tội ác sâu nặng bản thân tôi có vô lượng tội tôi chỉ cho người niệm phật tin sâu cơ có câu nói xuất gia một năm phật ở trước mặt xuất gia hai năm phật ở đại điện xuất gia ba năm phật ở tây thiên vừa phát tâm học phật phát tâm xuất gia thì rất mạnh mẽ Có câu Xuất gia như lúc đầu thành Phật có dư Qua thời gian tâm mãnh liệt Thở đó dần dần chảnh mãn lơ là Hơn nữa Xuất gia càng lâu Mới càng thấy rõ bản lai diện mục của mình Mới lường được bản thân rút cuộc có sức mạnh hay không Cho nên Bản thân tôi có vô lượng tội Người niệm Phật nên tin sâu cơ Hiện tại là phàm phu tội ác sanh tử Cảm nhận sâu sắc mình là người có tội Giả lại là tội đứng đầu trong các tội Bản thân là người ác Và là tội ác đứng đầu trong các tội ác Tại sao? Vì chưa đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc Mày thầy Di đà cứu độ tôi Mừng thay, vui thay di đà cứu độ tôi tại sao vậy phật a di đà tư duy năm kiếp và khổ hạnh vô lượng kiếp như vừa nói trên không phải vì người không có tội mà là vì người có tội không vì người biết tu hành mà là vì người không biết tu hành cho nên phật a di đà tư duy năm kiếp tu hành vĩnh kiếp xây dựng cực lạc công đức tròn đầy đều là vì mình huệ tịnh tôi thôi phàm phu tội nặng so với sức của phật giống như một giọt nước trong biển cả hòn đá nặng quăng xuống biển sẽ chìm bỏ lên tàu sẽ nổi phàm phu tội nặng đưa vào sáu đường chắc chắn bị đọa đưa lên thuyền đại nguyện nhất định được độ pháp môn cứu độ là bất kể thiện ác pháp môn cứu độ là siêu diệt pháp môn cứu độ là cứu độ người không có sức tự cứu Chúng ta không thể kiến tánh thành Phật Không thể điều phục được phiền não Không thể tự làm thanh tịnh tâm ý Ngược lại, phiền não mãnh liệt Tội ác sâu dậy Phước huệ mỏng như tờ giấy Nghiệp chướng cao như trời Nhưng may thay, vui thay Chúng ta không những may mắn gặp được Phật Pháp Mà còn may mắn hơn gặp được Pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà nghe được pháp âm cứu độ của Phật A Di Đà truyền đến từ cõi tịnh độ muốn sanh về nước tôi. Pháp âm cứu độ này lập tức mở toan cánh cửa bị đóng chặt của chúng ta, cảnh tỉnh tâm hồn mộng bị u ám của chúng ta, làm cho chúng ta phát khởi tâm khẩn thiết muốn sanh về nước kia, thầy suốt đời này không lui sụp. Đức Phật A Di Đà kêu gọi chúng ta hồi ứng, hô ứng một thể bao hàm sự dung hợp. Cảm ứng đạo giao vĩnh viễn không lìa, từ đó về sau chúng ta chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà.